đá vàng ở con đường ngoằn ngoèo đó mọi người. Thì mọi người đi thêm một đoạn nữa khoảng 2 km, mọi người sẽ đến khu vui chơi như thế này. Đó, đây là toàn cảnh khu vui chơi đây. Anh quay một vòng cho mọi người xem. Người hôm nay cuối tuần rất là đông. Ở địa điểm vui chơi này mình thấy có một điều rất là thú vị mọi người. Mình có thể đi xe điện. Xe điện này có thể đưa lên mình lên đỉnh núi trên kia. Và trên đó có đu cáp treo nữa mọi người. Nhưng mà cái xe điện này thì mình phải xếp hàng rất là lâu luôn. Người tại vì người đông mà xe thì chỉ có 2 chiếc như thế này thôi. Lên đi xuống thôi mọi người. Nên đợi rất là lâu. Mọi người thấy không? Bây giờ mới khoảng 10 giờ mà xe là quá trời luôn nè. Người rất là đông luôn. Để mình ra mình quay cho mọi người xem. Xe đậu bà đâu, xe bít luôn mà phải đậu ngoài đường như luôn nè mọi người. Đặt rật luôn nè. Rất là đông luôn. Bởi vậy để mua vé đó nhiều khi là phải tới chiều mới có vé để mình đi. Thì trong thời gian chờ đợi đó mình có thể qua bên khu vui chơi bên này. Mình chơi một số trò chơi. Và nếu mà mọi người mua vé mà cách khoảng còn khoảng 2-3 tiếng nữa đó thì mình có thể đến ngôi chùa trước, sau đó mình tham quan chùa trước, sau đó mình sẽ quay lại đây, mình sẽ lên đây sau. Chứ bây giờ mà đợi 2-3 tiếng thì rất là lâu luôn. Và mình sẽ đi qua bên đó, mình sẽ đi qua bên khu vui chơi bên đó để chia sẻ tiếp với mọi người. Mình tưởng là xe điện tự chạy mọi người, nhưng mà không phải, mình phải đạp nó mới chạy mọi người ơi. Này đạp hết một vòng này luôn chắc cũng hơi bị mệt luôn á, nhưng mà ngồi trên đó thì có thể đạp mình làm tự thôi. Mình đạp hết một vòng đây, vừa đạp vừa ngắm cảnh cũng thấy là khá thú vị đó mọi người. Chạy tuốt ở dưới xong mà xong vòng lên qua đây đó, vòng qua đây nè. Sau đó thì dòng về cái điểm xuất phát ban nãy lúc nãy trên kia. Thấy rất thích hợp cho gia đình 4 người luôn mọi người. Ví dụ là nhà có 2 con thì cái xe này vừa đủ luôn mọi người. Xe này 4 chỗ đó. 2 đứa nhỏ thì ngồi phía trước, còn 2 người lớn thì ngồi phía sau đạp cho xe chạy. Cũng khá là thú vị đó. Còn đây là cái trò chơi cảm giác mạnh hơn mọi người. Hồi nãy một chiếc xe như vậy nếu mình thuê là 20.000 won cho một xe mọi người, mình đi một vòng. Còn đối với trò chơi đu dây này mình gọi như thế đi, giá vé của nó là 15.000 won đó, mình đi trên đó thì có thắt dây an toàn hết mọi người. Hôm nay trời bắt đầu bước sang đông rồi mọi người. Bữa mình không đi được do là quá trời đông luôn. Mình không có mua vé mình lên được mọi người. Để hồi mình mua vé mình lên trên đó mình chia sẻ tiếp với mọi người nha. Hôm nay bước sang đông mà trời bắt đầu lạnh rồi. Mọi người không có đi chơi nữa mọi người. Mọi người thấy không? Khu vực vắng que. Cách đây 2 tuần rồi thôi, xe đậu không có chỗ đậu xe luôn đó. Bây giờ vắng que thấy không mọi người? Đó. Giờ là 10 giờ tại Hàn Quốc đó mọi người, 10 giờ sáng á, mà hôm nay sương mù quá trời luôn. Trời y như là còn như 6-7 giờ vậy. Rất là sương mù quá trời luôn. Để mình vô mua vé, mình lên trên đó coi có gì trên đó không, để chia sẻ tiếp với mọi người. Nó mình mới đến là mình mua vé không kịp, chiếc xe nó đã đi rồi. Mình đợi khoảng 20 phút nữa, chiếc xe nó có mấy chiếc có chuyến lên. Bây giờ mình vô mua vé thôi. Bữa mọi người thấy không, ra đây người ta xếp hàng dài luôn, mua vé không được luôn. Để mình lên trên kia coi có gì hay không mình chia sẻ với mọi người nha. Ở trên đây như có đu cáp treo nữa nè, mà không biết cái giá nó là như thế nào. Này, mọi người thấy cái sơ đồ không? Này, xe điện mình đang ở đây nè. Đó, xe điện nó sẽ đưa mình lên đỉnh núi nè. Tuốt trên này nè, đu mấy chặng, đây là cáp treo đúng không mọi người, đu cáp treo qua nè.
mà không biết cái giá nó như thế nào nữa, mà chắc mình nghĩ mình giá sẽ mắc á, để mình lên mình xem như thế nào. Rồi nếu đi được mình đi, chắc mình không dám đi đâu. Hay ghê quá, núi cao quá trời cao luôn mà đu xuống tới đỉnh, tới chân núi luôn. Để mình vô mình mua vé cái đó. Mình xuống, mình mới hẹn giờ một tiếng để mình đi đây coi có cái gì không. Tại vì nếu mà mình không hẹn á, một hồi thì tại có hai cái chiếc này hả, không đủ người. Nếu ai cũng về cùng một lúc thì sẽ không đủ. Nên mình sẽ hẹn giờ đó mọi người. Nay sương mù quá trời luôn, không thấy gì hết. Đâu đâu cũng sương mù không. Đây có quán cà phê nè, mình thấy phía kia có quán cà phê kìa. Nhưng mà giờ lạnh quá ai đâu mà ra ngoài ngồi. Thường thường ta ngồi trong phòng cho nó ấm. Hôm nay thấy thời tiết 7 độ mà sao lạnh quá trời. Chắc lại không có nắng sao đâu mọi người. Lạnh. Để mình vô bên trong coi có gì hay không. Đây thì có quán cà phê, bán bánh ngọt. Ý đây có cầu treo mà không cho qua mọi người. Sao ngộ vậy ta? À chắc sương mù nhiều quá người ta không cho qua. Này có cầu treo nè mọi người. Không cho đi. Phải cho đi qua đó chắc cũng đẹp. Sương mù nhiều quá. Tiếc là hôm nay là mùa đông không có tiết mục gì để tiếp tục chia sẻ với mọi người hết nữa. Ở đây thì nó cũng đóng cửa rồi, cáp treo á, do sương mù nhiều quá không hoạt động mọi người. Và trời cũng không có đẹp để mình quan sát nữa mọi người. Tứ bề sương mù không. Đây là chiếc cầu treo nè mọi người, mình lên đây mình nhìn có thể rõ hơn. Thôi video của mình kết thúc ở đây luôn đi. Hẹn một ngày đẹp trời nữa mình sẽ đến lại chỗ này. Mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Hôm nay trời không đẹp lắm. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.